Xin chào tất cả bạn, chào mừng đến với bản tin Mac Daily sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 6. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi và chắc hẳn nhiều bạn cũng chưa thể thức dậy vào lúc 7 giờ sáng bởi những kế hoạch vui chơi hay là xem video phải không? Nhưng mà không sao, hãy cùng đón xem bản tin để được tỉnh táo và cập nhật những thông tin hấp dẫn ngay sau đây nhé. Chính phủ Mỹ mới đây đã công bố một bảng số liệu tổng kết về lượng người dùng truy cập vào tổ website của họ trong thời gian vừa qua. Về cơ bản thì đây có thể coi là một tài liệu tham khảo cho người dân về mức độ quan tâm của họ trên chính trường Mỹ hiện nay. Những cái tên sừng sỏ trong làng ứng dụng tiện ích mạng tiếp tục được duy trì vị trí dẫn đầu như là hệ điều hành Windows là nền tảng hệ điều hành được truy cập nhiều nhất, Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất và không có sự bất ngờ cho điều này. Ngoài việc số lượng truy cập ẩn danh từ phần mềm của Google cũng thuộc hàng nhiều nhất. Tính theo lưu lượng truy cập hàng ngày vào các website của chính phủ Mỹ, khá bất ngờ khi cái tên trình duyệt web của máy console PlayStation 3 ghi nhận số lượng truy cập lên tới 326 lần mỗi ngày. Tiếp theo đó là console cầm tay PlayStation Vita với 307 lần mỗi ngày. Trình duyệt cổ lỗ sĩ đã bị ngưng phát triển 8 năm nay là Netscape Navigator vẫn được vinh danh với 172 lượt truy cập. Sẽ chẳng có gì đáng nói với hệ thống website của chính phủ Mỹ, vốn là nơi chủ yếu để người dân có thể truy cập và tìm hiểu các văn bản, hệ thống pháp luật cũng như là cập nhật các thông tin về bầu cử. Tuy nhiên, việc góp mặt của các hệ máy chơi game vốn chỉ phục vụ chính cho nhu cầu giải trí và bảng danh sách này cũng phần nào chứng tỏ một cảm giác khá là chuối và chút gì đó vô nghĩa. Nhưng điều này cho thấy rằng các fan hâm mộ của Sony có vẻ luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới các vấn đề chính trị khá giống với người Nhật Bản phải không? Theo công ty PwC, tổ chức kiểm toán lớn nhất thế giới vừa đưa ra dự báo về năm 2020 sắp tới, số dân số có thể đạt tới là 7,4 tỷ người. Đẻ gì mà lắm thế không biết nhỉ? Trong đó, có khoảng 3,84 tỷ dân sẽ đăng ký sử dụng các dịch vụ Internet di động, tức là khoảng 52% số dân số toàn cầu sẽ hàng ngày kè kè với những chiếc điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng để truy cập Internet. PwC cũng dự báo rằng đến năm 2020, người dùng sẽ sử dụng tới 82% dung lượng dữ liệu di động của mình để xem video, 92% người dùng Internet cũng sẽ không còn là người Mỹ cho đến năm này nữa. Có vẻ như năm 2020 là một năm phổ biến cho những dự đoán, có lẽ một phần lớn trong tư duy của nhiều người từ trước tới giờ vẫn luôn tồn tại, một cái gọi là kế hoạch 5 năm hay là từ giờ đến năm 2020, đủ dài cho mốc những dự định dài hạn của mình. Ví dụ, đầu năm nay, hãng công nghệ Cisco đã nói rằng vào năm 2020, số lượng điện thoại di động sẽ còn cao hơn cả dân số thế giới. Khoảng hơn một năm trước đây, Ericsson cũng đưa ra những thông báo rằng năm 2020, 70% số dân trên thế giới sẽ sử dụng smartphone. Nhìn chung, các dự đoán này đều xuất phát từ những phân tích dựa trên điều kiện hiện tại của thị trường nên nó chỉ mang tính chất tham khảo bởi đã không thiếu những dự đoán sai lầm từ chính những công ty hoặc là tổ chức này. Ví dụ như là cách đây hơn 4 năm, các nhà phân tích tại Viện Phân tích Mason đã kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của hệ điều hành Windows Phone với tổng số lượng thiết bị tăng vọt từ 11 triệu máy trong năm 2011 lên tới 136 triệu máy trong năm 2017. Nhưng thực tế thì hiện tại đã cho thấy những điều này chỉ là viển vông. Trong quý tài chính gần đây nhất, Windows Phone đã nắm tay BlackBerry mất hút hoàn toàn trên bản đồ di động với chỉ 2,4 triệu máy được xuất xưởng theo số liệu từ Gartner. Trong một số bản tin daily gần đây, mình đã từng đề cập với các bạn về việc doanh số đáng thất vọng về chiếc tay cầm chơi game Steam Controller với chỉ khoảng 500.000 chiếc trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, hãy bỏ qua những con số nhàm chán trên bởi tin này sẽ đem đến một nội dung hoàn toàn khác. Mình đã từng đề cập với việc hãng phát hành game Valve đã công bố một tính năng mới trên Steam Controller với tên gọi là Activator. Với Activator, game thủ có thể tùy chỉnh số lần chạm hoặc là cài chức năng với từng nút trên bộ gamepad như là tính năng thiết lập xúc giác này, phân biệt giữa nút bấm một lần với nút bấm hoặc là nhấn liên tiếp, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó, Valve cũng có một số gợi ý nhất định cho game thủ có thể tinh chỉnh Steam Controller khi đang tương tác với môi trường thực tế ảo, nhất là phiên bản Steam VR đang trong quá trình beta của hãng. Ví dụ như là khi bạn đang chơi một số trò chơi trong chế độ VR, bạn có thể sử dụng tổ hợp hệ thống nút trên gamepad để kích hoạt chế độ chụp màn hình của tựa game đó. Tuy nhiên, hiện tại thì Steam VR mới chỉ cho phép chia sẻ các ảnh chụp với định dạng là 2D mà thôi. Valve hứa hẹn sẽ cập nhật hệ thống và cho phép game thủ theo dõi bức ảnh trong môi trường VR vào các bản thử nghiệm sắp tới của hãng. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin Mac Daily ngày 19 tháng 6. Mong rằng đã mang lại cho các bạn những thông tin thú vị. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thư giãn và đầy vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.